Trước diễn biến khó lường của cơn bão, ngày hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn với các bộ ngành để triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó. Điểm đáng lưu ý nhất là cơn bão sẽ gây mưa rất lớn nên các địa phương sẽ phải đặc biệt chú trọng tới việc di rời người dân ở những khu vực nguy hiểm khi lũ quét xảy ra. Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão đổ bộ vào đất liền vào chiều mai và vùng trọng tâm được nhận định là khu vực giữa Quảng Ninh, Hải Phòng. Bão vào trùng vào kỳ chiều cường nên nước dâng trong bão đợt này là khá cao, ở ven bờ từ 2 đến 3 mét. Do vậy mà khu vực ven bờ, mép sóng cần phải được di rời và sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn từ ngày mai đến ngày 4 tháng 8 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Thủ đô Hà Nội cũng sẽ có mưa to với lượng từ 100 đến 200mm nên nguy cơ ngập úng là rất lớn. Trước diễn biến này, thì công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 3 không chỉ ở vùng ven biển mà các tỉnh, vùng núi cũng phải đặc biệt chú ý về mưa, lũ quét, sạt lở đất. Công tác di rời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm cần phải tiến hành ngay, cử người canh gác, nghiêm cấm người dân qua lại các ngầm tràn nguy hiểm. Thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hiện đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 70.000 tàu với hơn 270.000 người.